của người các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó khiến sai đi vào tội lỗi cho linh hồn quên tội quên nguồn. Có về gặp mẹ tòa chương ngàn năm xa đỏ vào đường si mê. Nay có mẹ đạo trời khai mở cũng là kỳ xa tội tử linh. Các con mau ký tăng trình kịp màn đại hội thiên đình thượng phan. Một kỳ chót mẫu hoàng chánh chánh con bất tuân mạng lệnh chân truyền. Đến ngày tam giáo quy nguyên cộng đồng phân sự con hiền thở than. Bao nhiêu sự lợi vàng tiếng ngọc là tình thương bảo bọc linh hồn. Chào cô Tám Chiến Tường, chào Trịnh Tiền, chào Thiện Hạnh. Châm trà uống thôi. Mời mọi người uống trà. Đến ngày tam giáo quy nguyên cộng đồng phân sự lợi vàng tiếng ngọc là tình thương bao bọc linh hồn. Hai đường siêu đọa dài con cần chọn lựa bảo toàn hậu lai. Cá si nghiệm đường ngay nẻo chánh kẻo mê lầm giả hành quỷ dương. Chào mừng thầy Hai An Nhất. Bữa nay ấn độ quá thầy Hai ơi, ngồi tụng kinh mình cho nó khỏe. Mời thầy Hai uống trà. Mượn màu sắc cây tướng vô trương mà lòng giả chúng khôn lường dùng đồ cây ngõ hầu thanh đào của Phật tiên khả.
ai đạo vô vi. Chẳng lòng thiện niệm từ bi, và tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất khi nước gian sang con rõ, để thức thời giác ngộ công phu. Ham mê danh lợi vọng dù rồi thân phải chịu ngục tù đỏ mang. Chào cô Ngọc Lan. Mang tiếng lửa xây sàn đâu dễ, Phật tiên còn phổ tê đâu yên. Huống chi linh ni tử trần miền, mà đòi an phận bạc tiền hưởng thân. Cá thịt hiện tư ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa. Chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mô. Thành tây ngọ tới mùi con rõ, sợ mất còn sang tỏ Phật tiên. Kim ngôn linh mẹ chỉ truyền khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Chào Huệ Minh Quý. Rõ căn nghi cõi mó bòn công nghi đức, ráng thi hành đại lực trung kiên. Dù cho lắm sự não phiền quỷ ma gây rối, đạo hiền chẳng nơi, sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ. Hương hy sinh Phật tổ đại hùng, ma dương tài phép hành hung, cùng công thân đức đại hùng thanh cao. Rang thức tình trao dồi tâm mi tánh, thì nghiệp trần mới rằm con ơi. Giang lao khổ cực khảo nhồi, mà không nản chi mới người con tin. Dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả với quan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hại nhân. Cá con ráng tinh này thần định tỉnh năng, sớm tạo trừ ma bệnh si mê. Chạy theo thế tục ít gì càng thêm gây tội khổ nguy linh hồn. Đời dài cả chẳng còn tánh mạng, thường xảy ra tai nạn kinh hoàng. Chào cô Tiền Nguyễn, chào Thiên Long Nam, chào cô Bùi Lan, chào Biên Nguyễn, chào Nguyễn Phụng. Ô, buổi trưa này live stream cũng đông nghe. Cùng vì quyền lợi giàu sang, mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự trả nghiệp hồn linh tùy kiếp, mỗi của căn duyên nghiệp khác sao. Chưa thông suốt lý thiên tào, thì đừng dội chấp lẫn nhau mọi phần. Con nào cũng nghiệp trần
tội lỗi từ lâu đời sao khỏi cái ngang. Đến nay cộng nghiệp một màn đặng mà trả quả trần hoàng cho xong, cho nên mới vợ chồng thay đổi hoặc cha con chửi bới gia đình hoặc vì danh lợi mưu sinh. Anh em bạn hữu mất tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tiền khăn rủa thịt, cùng một mẹ lanh lạnh cô trồng. Xuống trần mê mội bất thâm ngủ ma nhập thế, nên lòng đổi thay gây chia rẽ ý tài canh cấp, tạo hận thù phá lấp tình thương ngay. Đó là bị nghiệp ma dương nhiều đời kiếp tạo đường tranh duyên. Nay mẫu chuyện căn nguyên hội hiệp, ban đạo làm giải nghiệp quan thiên. Cả con nhớ lại căn tiệm cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt cái lừa ma quỷ nhập tâm thể, chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cái lệnh bất tuân thì sao, đừng trách cổ phần sự phân. Mẹ phân cạn tiền căn cõi rễ, cầm nên thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rộng mây, cả con đầy đủ về ngay phục chầu. Thoát nghiệp chướng ngũ sầu đài đỏ nga, lắm xa lìa tội quả trung chiên. Thường công đạo quả trần miền, cộng đồng tam giáo ban truyền đức năng. Có Phật dương cầm cân công lý, đại phong thần sách chỉ thứ ban. Lập cơ tăng ni đến minh hoàng giang sơn thành, trị đạo vàng chân hưng. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, luật xảy sàn chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lại mỏi mòn, năm dài cùng tới thất sơn hỏi trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dạy, thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu đưa luật kỹ ngỡ ngàn tình thâm. Chào cô Tây Tiền Giang. Dứt điển đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dài tạo qua chân linh, một kỳ trọng đại luật hình chuyển say. Đạo trung hiếu thảo ngay ghi nhớ, làm cho
huy. Cầm nén thơ diêu trì phật màu, quân linh y tâm lô dấu cơ quyền. Mẹ hồi thương cầm cung tiền, chúc con nam nữ đạo hiền đắc thông. Trưa mọi người nghỉ ăn cơm đi nha. Trưa nay có mấy người xem à. Thôi tạm ngừng nữa nha. Tối tiếp tục nha. Bye bye.